Ôi hai hai chú lái à, có hai cô chú tí hon này lái xe lùn lùn này. Được rồi. Có hai cô chú lái xe lùn lùn kia. Hai đồng chí đang làm gì đây? Lái xe lùn lùn à. Xe lùn lùn đây để làm gì vậy? Để đi à. Lu đường à? Vâng. Những lu đường đây à? Vâng. Mà em biết gì là như này. Thế à? Vâng. Ừ. Ôi. Lái xe lùn lùn có thích không? Lu đường cho đẹp vào nhá. Lu đường cho đẹp vào. Nhìn lên đây nào. Xin mời hai anh chị lái xe lu lùn nhìn lên đây. Nhìn lên đây nào. Thế nhím đang cầm vào cái gì đấy? Cái xe lái. Vô lăng của xe lùn lùn. Xe lùn lùn này nặng mấy tấn? 3 tấn. 3 tấn à? Giáo sư Mít Bảo Nam đoán rằng xe lu lùn này nặng mấy tấn? 1 tấn. Ôi giời, ít thế. 3 tấn. Này 3 tấn à? Giáo sư nhím đoán là 3 tấn à? Vâng. 2 tấn. Nào hai giáo sư ngồi nhìn lên đây nào. Nhìn lên đây bố chụp kiểu ảnh nào. 4 tấn. Ngồi đây bố chụp kiểu. 4 tấn. Thế à? Đúng rồi đấy, đúng luôn hai thợ lái máy nhá. Đó, đây là cái bánh sắt của lu lùn này, bánh sắt của xe lu này, bánh sắt này nặng lắm. Nó có thể lu đường như rất là đẹp luôn. Từ từ đã. Để xuống đi con, để xuống. Không là ấy đấy, để xuống. Xin mời hai bạn giơ tay lên xem nào. Thả like cái nào. Like cái nào. Nào ngồi thẳng lên. Ngồi thẳng lên nào. Ôi trời. À, ngồi thẳng lên. Ui trời. Xin chào hai thợ lái máy nhá. Bye bye. Sửa chữa xe đi. Xe có bị hỏng không? Sửa chữa đi. Ui trời, xe lùn lùn này. Bẩn quá nhỉ. Từ từ ăn xuống đây này, để bố đỡ xuống. Bố đỡ xuống nhá. Cười tươi cái để bố đỡ xuống nào. Nào cười tươi cái. Chi chi. Nhìn đây. Rồi. Được rồi. Xin mời xuống xe.